Bộ tập 3. Bài kinh số 101, kinh Devadaha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakha Thích Ca. Devadaha là một thị trấn các Sakha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Phạm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận. Này các tỷ kheo, lý thuyết của Nigatha là như vậy. Này các tỷ kheo, ta nói như vậy, ta đi đến các Nigatha và nói như sau: Chư hiền Nigatha, có đúng sự thật chăng? Các ông có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Phạm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỷ kheo, nếu các Nigatha ấy khi được ta hỏi, tự nhận có nói như vậy, ta liền nói như sau: Chư hiền Nigatha, các ông có biết trong quá khứ chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nigatha, các ông có biết trong quá khứ chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nigatha, các ông có biết chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nigatha, các ông có biết khổ mức độ như thế này đã được diệt tận hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này tất cả khổ sẽ được diệt tận? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nigatha, các ông có biết sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nigatha, như các ông đã nói, các ông không biết trong quá khứ chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông không biết trong quá khứ chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông không biết chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông không biết khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này tất cả khổ sẽ được diệt tận? Các ông không biết sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp, sự tình là như vậy, thời có hợp lý chăng? Khi các tôn giả Nigatha lại trả lời: Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ thọ sẽ được diệt tận. Chư hiền Nigatha, nếu các ông được biết trong quá khứ chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông được biết trong quá khứ chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông được biết chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông được biết khổ mức độ như thế này đã được diệt tận,
hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông được biết, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp, sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý. Khi các tôn giả Nikatha trả lời: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Chư hiền Nikatha, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Người ấy do nhân cảm xúc mũi tên, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Bạn bè, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ giải phẫu đến. Vị y sĩ giải phẫu ấy lấy dao cắt rộng miệng vết thương. Người ấy do nhân dao cắt miệng vết thương, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm. Người ấy do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu rút mũi tên ra khỏi người ấy. Người ấy do nhân được rút mũi tên, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ, hay đắp miệng vết thương với giải nóng như than đỏ. Người ấy do nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Sau một thời gian, khi da đã bắt đầu lành trên miệng vết thương, người ấy không bệnh, an lạc, tự do, tự tại và đi vào chỗ nào người ấy muốn. Người ấy suy nghĩ như sau: trước kia ta bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Do nhân cảm xúc mũi tên, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Bạn bè, bà con huyết thống của ta có mời một y sĩ giải phẫu đến. Vị y sĩ giải phẫu ấy lấy dao cắt rộng miệng vết thương. Ta do nhân dao cắt rộng miệng vết thương, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm. Do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy rút mũi tên ra khỏi ta. Do nhân được rút mũi tên, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ, hay đắp miệng vết thương với giải nóng như than đỏ. Do nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Nay da đã bắt đầu lành trên miệng vết thương, ta không bệnh, an lạc, tự do, tự tại và đi chỗ nào mà ta muốn. Như vậy, này chư hiền Nikatha, nếu các ông được biết, trong quá khứ chúng tôi hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông được biết, trong quá khứ chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông được biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông được biết, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp, sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý. Khi các tôn giả Nikatha trả lời: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới,
sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Chư hiền Nigatha, và vì rằng các ông không được biết, trong quá khứ chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông không được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông không được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông không được biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông không được biết, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp. Thời thật là không hợp lý khi các tôn giả Nigatha trả lời: phàm cảm giác gì con người lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỷ kheo, khi được nói vậy, các Nigatha ấy nói với ta: thưa hiền giả Nigatha Dataputa, là bậc toàn tri toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta. Vị ấy nói như sau: này các Nigatha, nếu xưa kia ông có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh thống khổ này. Chính do hộ trì thân, hộ trì lời nói, hộ trì ý, ở đây ngay trong hiện tại, nên không làm các nghiệp trong tương lai. Với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Và vì chúng tôi chấp nhận và chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. Khi được nói vậy, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Nigatha ấy: chư hiền Nigatha, có năm pháp này, ngay trong hiện tại có hai quả báo. Thế nào là năm? Tính, hỷ, tùy văn, thẩm định lý do, kham nhẫn bất thọ tà kiến. Này chư hiền Nigatha, năm pháp này ngay trong hiện tại có hai quả báo. Ở đây, thế nào là lòng tin các tôn giả Nigatha ấy đối với bậc đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự hoan hỷ? Thế nào là sự tùy văn? Thế nào là thẩm định lý do? Thế nào là kham nhẫn chấp thọ tà kiến các vị ấy? Này các tỷ kheo, nói như vậy, ta không thấy một câu trả lời nào hợp pháp giữa các vị Nigatha. Và lại nữa, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Nigatha ấy như sau: chư hiền Nigatha, các ông nghĩ như thế nào khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ? Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ? Thưa hiền giả Gotama, khi chúng tôi tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy chúng tôi thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi chúng tôi không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần,
Trong khi ấy, chúng tôi không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, này chư hiền Nigatha, khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Sự tịch là như vậy. Thời thật là hợp lý khi các tôn giả Nigatha trả lời: phạm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này chư hiền Nigatha, nếu trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ được tồn tại, còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ cũng được tồn tại. Sự tình là như vậy. Thời thật là hợp lý khi các tôn giả Nigatha trả lời: phạm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ. Như trên, tất cả khổ được diệt tận. Và vì rằng chư hiền Nigatha, trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông không lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, thật chính các ông trong khi lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ, tự bị lừa dối bởi vô minh, vô trí, ngu muội. Khi các ông nói: phạm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỷ kheo, nói như vậy, ta không thấy một câu trả lời hợp pháp nào giữa các vị Nigatha. Và lại nữa, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Nigatha ấy như sau: chư hiền Nigatha, các ông nghĩ như thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này, do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả tương lai? Thưa không vậy hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này, do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả hiện tại? Thưa không vậy hiền giả. Chư hiền Nigatha, các ông nghĩ như thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được lãnh lạc thọ này, do tinh tấn hay tinh cần có thể được lãnh khổ thọ? Thưa không vậy hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này,
do tinh tấn hay tinh cần có thể được lãnh lạc thọ. Thưa không dạy hiền giả, chư hiền đi canh tha, các ông nghĩ thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thuần thục này, do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành không thuần thục. Thưa không dạy hiền giả, có thể được chăng? Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ chưa được thuần thục này, do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành thuần thục. Thưa không dạy hiền giả, chư hiền đi canh tha, các ông nghĩ thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp đa sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần trở thành thiểu sở thọ. Thưa không dạy hiền giả, có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này, do tinh tấn hay do tinh cần trở thành đã sở thọ. Thưa không dạy hiền giả.